Đây là con đường vào xóm đạo ở quận 8 Sài Gòn, không chen chúc và xa hoa như các khu trung tâm thương mại. Không khí Giáng sinh ở xóm đạo được cho là lớn nhất Sài Gòn này, mang đến cảm giác gần gũi, ấm cúng. Năm nay, những cây thông trắng và đèn LED được người dân trang trí trước nhà, tạo nên điểm khác lạ so mọi năm. Giáo dân Nguyễn Thị Vân chia sẻ. Dù lạnh hơn nhưng mà rất là ấm cúng con. Bà thấy là năm nay rất là vui mà lại quá là sung túc luôn. Vậy thành ra mấy con em bé nó khoái đi lắm con. Hôm nay cô thấy người dân đi chơi rất là đông đảo. Kẹt xe đương nhiên là quá kẹt xe con, bà mới lên đây kẹt xe rồi. Đây là dịp để mọi người chụp những bức ảnh bên những hang đá được trang trí đẹp mắt. Giáo dân Nguyễn Thị Tý nhận xét. Không khí Sài Gòn hôm nay hơi đặc biệt con ạ. Tại vì nó hơi se lạnh. Đó, rồi các bé đó thì mặc trang phục con già Noel nhiều, cái màu đỏ nó rực rỡ hơn. Và đó là một cái điểm đặc biệt của năm nay đó con. Trang trí thì năm nay sử dụng cái đèn LED nhiều hơn con. Rồi, và nó rất hiện đại hơn. Nói chung là các nhà thờ thì đều sử dụng cái đèn LED nên là rất là đẹp. Giáng sinh năm nay ở đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trên đường Kỳ Đồng, quận 3 được ghi nhận là tổ chức quy mô hơn và thu hút giáo dân lẫn người ngoại đạo đến cũng nhiều hơn mọi năm. Những ngày gần đây, không khí lạnh ở Sài Gòn cũng làm cho việc ra đường đón Giáng sinh dễ chịu hơn, bà Vân cho biết. Năm nay nè, tức là năm nay nó vào cái mùa lạnh đó, là đúng vào cái mùa Giáng sinh của Chúa sinh ra đời, thành ra ở nhà làm một cái hang đá to. Tại vì không biết sao trong nhà ai cũng vui sướng khi đón Chúa về nhà mình á, thấy là nhà cửa mình khang trang ai cũng mừng. Cô ước nguyện là Chúa sẽ phù hộ cho tất cả những người là trên thế giới này mong một cái hòa bình đó. Giáng sinh luôn đi cùng ước nguyện cho đời sống bình an chốn trần thế, bà Tý gửi lời chúc. Noel sắp đến và một năm mới sắp tới. Thì cô xin kính chúc tất cả mọi người, mọi gia đình một niềm vui hạnh phúc và đầy đủ sức khỏe bước qua năm mới. Vừa qua, lễ hội mang sắc màu tôn giáo, Noel trở thành một ngày hội lớn, người người đổ về các nhà thờ, nơi được xem là biểu tượng chính thống của Giáng sinh. Vào dịp Noel, các nhà thờ lộng lẫy và ấm áp hẳn với đèn, những dải cờ, hang đá, cây thông được trang hoàng rực rỡ. Xin ước nguyện mùa Giáng sinh an lành đến với toàn thể người dân Việt.